Xin chào bạn. Cái kênh này tạo ra để giúp bạn giàu có hơn, hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn. Bạn là tất cả. Bạn là vũ trụ. Bạn có thể đạt hết tất cả mọi thứ bạn muốn nếu bạn tin tưởng vào nó. Bạn cứ nghĩ xem, riêng cái DNA của mình, nếu người ta lấy nó ra và trải dài nó ra, nó có thể cuốn vòng quanh trái đất và vòng quanh mặt trời 65 lần. Bạn cứ nghĩ xem, con người mình nó có nguồn điện. Nếu mà mình gắm cái nguồn điện mình vô một cái máy phát điện, thì nó có thể cung cấp năng lượng cho nguyên thành phố. Bạn cứ nghĩ xem, một giây trôi đi, con người mình sản xuất tới 3 triệu tế bào. Riêng chỉ một tế bào, tất cả nhà khoa học trên thế giới vẫn còn chưa hiểu nó. Thì bạn cứ nghĩ xem, bạn là ai? Bạn là tất cả. Bạn là vũ trụ. Bạn có thể có được tất cả mọi thứ bạn muốn nếu bạn tin tưởng tới mình và rèn luyện, tập trung, không bỏ cuộc. Tất cả mọi thứ sẽ đến với bạn. Bạn muốn giàu sang, công việc rất đơn giản, nhưng chắc chắn phải là giàu sang là thứ bạn muốn hay không? Hay tới khi bạn có nó rồi, bạn sẽ ham muốn thứ khác? Nhớ, trong cuộc sống của bạn, nó cũng giống như một cái cân mà có 3 cái rổ. Cái rổ đầu tiên chứa thân thể của bạn, cái rổ thứ hai chứa đầu óc của bạn, và cái rổ thứ ba chứa tâm linh của bạn. Ba cái đó phải được cân bằng. Nếu có một trong ba cái đó, cuộc sống của bạn vẫn chưa được hạnh phúc. Lúc có tiền thì bạn sẽ muốn có đầu óc. Lúc có đầu óc thì bạn sẽ muốn có sức khỏe. Lúc có sức khỏe thì bạn sẽ muốn có tâm linh. Ba cái đó phải được cân bằng, cuộc sống bạn mới có được hạnh phúc. Nên đừng quên tập luyện hàng ngày, tiến bộ 1% mỗi ngày. Bạn cứ nghĩ xem, nếu hôm nay bạn bay không được thì bạn nên chạy. Nếu hôm nay bạn chạy không được thì bạn nên đi. Nếu hôm nay bạn đi không được thì bạn nên bò. Bạn là hạt giống. Hạt giống nào cũng giống như hạt giống đó. Để nó mọc thành một cái cây xanh tươi, hay để nó mọc thành một cái cây héo, bạn là người quyết định. Xin chào mọi người.